anh là một biểu tượng của Barca trên khắp mọi con đường ở La Boba, Catalonia. Hình ảnh cựu thủ quân của Barcelona có thể được nhìn thấy ở bất kỳ đâu. Chiếc băng đội trưởng huyền thoại trên tay, bộ ngực vạm vỡ, mái tóc xù luôn được người dân coi là hình ảnh của thành phố. Giống như một vài ngôi sao khác, cá tính và khả năng chơi bóng cũng như đức hy sinh của Puyol đã giúp Barcelona trở thành một trong những câu lạc bộ hay nhất thế giới. Cả đời chỉ chơi cho đúng một đội bóng, anh thuộc trong top những one man club vĩ đại nhất lịch sử bóng đá thế giới. Carles Puyol Safocada sinh ngày 13 tháng 4 năm 1978 tại La Pobla de Segur, Catalonia. Puyol bắt đầu chơi bóng ở vị trí thủ môn, nhưng rồi một lần cậu bị chấn thương nặng ở vai nên huấn luyện viên phải đưa Puyol lên một hàng cao hơn, hàng hậu vệ. Anh gia nhập lò La Masia năm 95 và được Luis Van Gaal đôn lên đội 1 vào năm 99. Cũng như các cầu thủ khác, con đường bóng đá chuyên nghiệp của huyền thoại tóc xù này không thiếu những thăng trầm. Ban đầu, Puyol được xếp đá ở vị trí cánh phải, nơi anh sớm thể hiện sức mạnh và tốc độ của mình. Trước khi được ra mắt tại đội 1 Barca, Puyol suýt chút nữa đã ký hợp đồng chơi cho Malaga. Nhưng khi anh nhìn thấy người bạn thân Xavi chạy những bước chân đầu tiên trên thảm cỏ Camp Nou trong mùa áo đội 1, Puyol đã hoàn toàn thay đổi quyết định. Anh ở lại và nỗ lực để cũng được như Xavi. Puyol lẫn Xavi đều trải qua quãng thời gian khó khăn nhất trong sự nghiệp của mình từ năm 2000 đến 2005. Đó là thời điểm cả hai phải vật lộn với cuộc chiến vị trí để cạnh tranh với những người đàn anh. Đó cũng là thời điểm Barca trải qua những ngày đen tối ở cả khía cạnh thể thao, tài chính lẫn bộ máy quản lý. Đó cũng chính là lúc cả Figo và Pep Guardiola rời sân Camp Nou và Barca có những quyết định sai lầm trong việc mua bán cầu thủ. Mọi thứ rối tung lên. Real Madrid cũng vì thế mà thâu tóm quyền lực tại Tây Ban Nha. Có một giai đoạn kéo dài 5 năm, Galacticos giành tới 3 Champions League, còn Barca của Puyol đều trắng tay. Nhưng việc Van Rijka cùng Ronaldinho cập bến Camp Nou đã làm thay đổi hẳn tình hình và những nỗ lực của Puyol đã được đền đáp bằng 2 chức vô địch La Liga, 1 Champions League và 2 siêu cúp Tây Ban Nha. Tất cả những danh hiệu đó đến chỉ trong vòng 2 năm. Đó là thời kỳ Ronaldinho cùng Eto khuynh đảo cả thế giới, nhưng thời kỳ phát triển rực rỡ nhất của Carles Puyol cùng Barcelona gắn liền với cái tên Pep Guardiola, người có công đưa Barca trở thành một đội bóng xuất sắc bậc nhất thế giới với lối chơi vừa hoa mỹ vừa hiệu quả, đầy tính giải trí và ngây ngất lòng người, với thêm hai thiên tài đến từ lò La Masia là Iniesta và Lionel Messi. Nhanh, ổn định, có sức mạnh, giỏi chiến đấu và đặc biệt là ý thức chiến thuật cao, Puyol trở thành trái tim nơi hàng thủ Barca. Anh chặn đứng những chân sút hàng đầu thế giới và đóng vai trò là hòn đá tảng trước khung thành của Victor Valdes. Đỉnh cao trong thời kỳ thống trị đó của Barca phải là chiến thắng 6-2 trước Real Madrid ngay tại Bernabeu và hai chức vô địch Champions League chỉ trong vòng 3 năm. Trong đó, mùa 2009, họ giành cú ăn 3 bao gồm La Liga, Champions League và cúp nhà vua. Còn năm 2011 là Champions League và La Liga. Chưa kể trong giai đoạn này, Barcelona thâu tóm toàn bộ mọi danh hiệu lớn nhỏ từ châu Âu đến đấu trường thế giới. Họ vô địch tất cả mọi sân chơi mà mình tham dự. Puyol thì giơ cúp mỏi cả tay. Vào ngày 15 tháng 5 năm 2014, sau gần 2 thập kỷ mặc đúng một màu áo Barca, anh quyết định giã từ sự nghiệp bóng đá với 23 danh hiệu cấp câu lạc bộ, trong đó có đến 3 Champions League và 6 La Liga. Đây là trận đấu đầu tiên của Carles Puyol trong mùa áo đội tuyển Tây Ban Nha ngày 15 tháng 11 năm 2000 gặp Hà Lan. World Cup 2002 chính là giải đấu lớn đầu tiên mà anh tham dự,
nhưng Tây Ban Nha phải chịu thua đầy oan nghiệt trên chấm 11m trước chủ nhà Hàn Quốc tại tứ kết. Sawaro 2004 đầy nhạt nhòa. Anh đến World Cup 2006 và cùng La Roja vào đến vòng 16 đội. Một Tây Ban Nha yếu ớt và không gắn kết, dễ dàng để thua 1-3 trước Áo quân Pháp. Nhưng Euro 2008 chính là bước khởi đầu cho một thời kỳ thống trị bóng đá thế giới của đội tuyển Tây Ban Nha. Sau khi đăng quang tại Euro, Puyol với pha đánh đầu dũng mãnh vào lưới tuyển Đức đã đưa Tây Ban Nha vào chung kết World Cup 2010, nơi họ có lần đầu tiên bước lên đỉnh cao nhất của bóng đá thế giới. Anh đã bỏ lỡ Euro 2012 do chấn thương đầu gối, nơi mà Tây Ban Nha tiếp tục bảo vệ thành công chức vô địch cũng như sự thống trị tuyệt đối của họ. Puyol chia tay La Roja vào năm 2013 với tròn 100 trận đấu. Người ta say mê xem Barca chơi bóng vì đôi chân ma thuật của Messi, hai bộ óc thiên tài của Iniesta, Xavi, nhưng Puyol mới là bệ phóng đưa tất cả về phía trước. Anh làm nhiệm vụ của một công nhân, dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ mà những cầu thủ tấn công của Barca để lại. Hàng thủ trong giai đoạn đỉnh cao của Barca không nhận được nhiều sự ngợi khen bởi phần đông tin rằng đối phương không có đủ bóng để tấn công nên tuyến dưới của họ chơi nhàn nhã. Nhưng điều đó cũng cho thấy sự tập trung của Puyol là lớn như thế nào trong vai trò của một thủ lĩnh nơi hàng thủ, nhanh nhẹn, dũng mãnh, có mặt mọi lúc mọi chỗ, không chiến tuyệt vời, chơi đơn giản và vô cùng hiệu quả. Người đội trưởng máu mực của Barca luôn là niềm tin và sự hứng khởi cho các đồng đội, khiến anh trở thành huyền thoại trong lòng các culé. Gần 590 trận đấu chính thức cho đội 1, sự nghiệp vinh quang của Puyol xứng đáng được khắc ghi trong lịch sử bóng đá thế giới. Sức mạnh tinh thần giúp anh trở thành một trong những trung vệ vĩ đại nhất trong kỷ nguyên của mình. Dù chỉ cao có 1m78, Puyol vẫn đầy đủ tố chất của một trung vệ đẳng cấp điển hình. Sự nỗ lực giúp anh hoàn thiện và đáp ứng mọi yêu cầu của các huấn luyện viên khác nhau. Anh trở thành con át chủ bài trong bộ khung chiến thắng của đội bóng xứ Catalonia. Nhưng lối chơi máu lửa của Puyol cũng là con dao hai lưỡi. Nó bào mòn đi nền tảng thể lực sung mãn của trung vệ này. Người có biệt danh Tarzan đã phải chịu 36 chấn thương trong suốt sự nghiệp. Lẽ ra, bộ sưu tập danh hiệu của Puyol còn đồ sộ và vĩ đại hơn nữa nếu anh không quyết định giải nghệ sớm trước 2 năm trong hợp đồng. Với đức hy sinh cao cả và tận tụy, thậm chí đến mức tự hại bản thân, Carles Puyol đã trở thành một thủ lĩnh, một tượng đài không ai thay thế được tại Camp Nou. Thảm cỏ Barca đã u buồn, nhớ nhung những bước chạy dũng mãnh của vị vua sư tử ngày nào. Nhưng anh sẽ mãi mãi ở đó, trong những trang sử vĩ đại nhất của đội bóng, trong tim và tâm trí của người dân Tây Ban Nha, các culé, những người đã yêu mến Puyol trên khắp thế giới. No more lying, no, I want my kisses back from you. And every breath you